Giang chào mọi người nha. Hôm nay thì Giang sẽ chia sẻ đến cho mọi người một cái công thức nấu nước mắm chua ngọt dành cho tất cả các nhà hàng quán ăn nhỏ lẻ nha, thậm chí mình nấu ăn tại nhà vẫn được nha. Đường cắt trắng thì mọi người căn cho Giang là 1,2 kg nha, 1,2 kg đường cắt trắng. Xong rồi Giang sẽ đem đổ vô chảo. Rồi ok chưa? Tới phần nước mắm thì Giang sử dụng nước mắm Liên Thành nha mọi người. Cái chai này là nó là 1,1 kg, nhưng mà mọi người đổ hết cái nước mắm ra là nó chỉ có 1 kg thôi nha. Rồi tới cái phần nước thì mọi người căn cho Giang là 9 lạng nước nha. Cái này là một giá căn này mới có 7 lạng à, Giang sẽ căn thêm 2 lạng nữa mới đủ nha. Rồi bây giờ Giang sẽ đun sôi lên nha mọi người, đun cho nó sôi lên luôn. Mọi người nhớ nấu cái món nước mắm chua ngọt này thì mọi người nấu lửa nhỏ vừa vừa thôi nha. Rồi nó sôi lên rồi, giờ Giang sẽ tắt lửa và sẽ để nguội nha. Xong rồi Giang sẽ cho bột chanh nhé mọi người. Bột chanh này nó Giang sẽ cho 3 muỗng là tương đương với 3 lạng nước chanh tươi á. Bột chanh này trong sử dụng trong nấu ăn á, thì lúc mà nước nóng á, nó còn nóng còn ấm á, mình cho vô là nó không bị đắng nha. Còn mình sử dụng nước chanh tươi á, hoặc là nước tắc á, thì mình cho vô lúc còn nóng á, là nó sẽ bị đắng nha. Bột chanh á, thì mình nấu nó sẽ tiện hơn nhé mọi người. Rồi bây giờ để cho nó thật là nguội nước mắm thì Giang sẽ cho thêm là phần ớt xay với phần tỏi xay. Tỏi xay thì Giang cho 2 lạng, còn ớt xay thì Giang sẽ cho là 1 lạng nha. Mọi người nên nhớ phải để cái nước mắm nó nguội thì mình đổ cái tỏi vô. Cái bí quyết mình đổ tỏi vô nước mắm á, nước mắm nó nguội thì nó sẽ làm cho cái tỏi mình nó nổi lên. Còn mà nước mắm mà nó nóng á, là mình đổ vô nó chín cái tỏi là cái tỏi nó sẽ chìm xuống, nó làm cho cái nước mắm mình nó xấu đi nha. Rồi Giang cảm ơn mọi người đã xem hết video của Giang. Mọi người yêu thích những video nấu ăn của Giang thì cho Giang xin 1 đăng ký kênh nè, 1 like và 1 bình luận phía dưới nha. Giang cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.